lượt share cũng như những nút chuông thông báo của các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu thứ 3, khi mà Dreddick ở bên phía của đội 1 và Katie Rooster bên phía của đội 2. Ở trong những giai đoạn đầu của LCK mùa hè năm nay thì chúng ta thấy là những đội được chọn họ tỷ lệ cao là chọn ở bên phía đội xanh. Nhưng ngày thi đấu hôm nay khi cả Dreddick cũng như Katie Rooster được chọn thì họ đều chọn ở bên phía đội 2 cả. Những lập ban đưa ra đến từ cả hai bên gồm có Lucian cùng với Zik, phía bên Katie là cá sấu Renekton cùng với Xin Dao ở vị trí đi rừng nhắm thẳng vào vị trí OP Zik. Lần này thì như Linh Sang đã chia sẻ thì với cái sự lựa chọn bên phía của tôi, ôi cấm Rumble à, khá thú vị nha. Đây là một cái luật cấm mới trong xuyên suốt cả kèo thi đấu BO3 này. Thì đây là một trong những cái biến chuyển cho giai đoạn cấm lựa chọn đến từ bên phía của Rannus. Vẫn còn Jay, vẫn còn Lee Sin, vẫn đang còn rất là nhiều những cái con tướng mạnh. Còn bên phía KT thì quyết định luôn, lại bỏ luôn cho mình đó cặp đôi Aphelios kết hợp cùng với Thresh. Nhưng mà để coi liệu rằng có Fastbit, hay nói chính xác hơn là có lựa chọn con Aphelios dành cho Taeyun hay không. Bởi vì đi cặp cùng với Aphelios, chúng ta vẫn còn Rom, chúng ta còn vẫn còn Tahm, thậm chí là cả Leona nữa. Nhưng để xem cái sự lựa chọn của Jerenic sẽ là gì đây khi họ bị mất đi Thresh trong tay của Jun rồi. Fastbit của họ là Lee Sin. Một con Lee Sin mà chúng ta vẫn chưa biết ở đi đâu, hoàn toàn có thể nằm ở trong tay của Pyosik hoặc đẩy ra khu vực hai bên cánh dành cho Zed cũng như là King En. Katie Rooster họ vẫn sẽ khóa được Jay ở khu vực đường chia dành cho Doran, một vị tướng mà ở trong ván thi đấu đầu tiên anh ta đã nhận được MVP, mặc dù không có được lợi thế quá triệt để ở giai đoạn đầu trước King En, nhưng lượng sát thương mà Jay có thể gây ra ở giai đoạn giữa của ván thi đấu là cực kỳ nhiều. Katie Rooster đang muốn hướng đến Dana dành cho Plank, vậy là ván đấu này thì Jaden đã phải ngồi ở vị trí dự bị và nhường chỗ cho Plank quay trở lại với sân khấu của Katie Rooster. Và đây là cái con tướng mà trong giai đoạn meta trước đây, khi mà Rumble cũng như là Dana được xuất hiện nhiều thì Plank cũng đánh khá là tốt. Và đây là cái đội hình mà hoàn toàn có thể tạo ra cái lượng sát thương hỗn hợp ở trong dàn đi đường dành cho đội hình đến từ bên phía KT, khi mà họ có sự kết hợp giữa Jay và con Dana. Khu vực đường dưới vẫn được ưu tiên những cái con tướng mạnh dành cho Taeyun, với một cái lối chơi tương đối là thiên về kỹ năng đến từ Taeyun và Yun, thì cái cặp đôi đường dưới đang tạm gọi là nhỉnh hơn dành cho bên phía của Rannus ở trong ván thi đấu này. Lee Sin lập công bài mở dành cho đội hình của họ, không biết là họ đẩy ra khu vực tiền giữa hay là đẩy vào khu vực tiền rừng hoặc khu vực tiền trên dành cho King Gen thì chúng ta sẽ được biết ở trong cái lựa chọn phase 2. Còn Pick Kalista thì hoàn toàn có thể bổ sung thêm đội hình bằng Leona ở khu vực tiền dưới cũng được. Nó sẽ là cái cặp đôi khá là mạnh ở trong dàn đi đường dành cho bên phía của Rannus. Kalista thì đi cặp được với rất là nhiều những vị tướng có hiệu ứng khống chế. Khả năng đây sẽ là Ragat ở vị trí đường dưới dành cho Jun, hoặc đây cũng có thể là Rat đi rừng dành cho Pyosik. Ra ban đây tôi thấy cũng khá là nhiều người sử dụng cái vị tướng này ở trong vai trò đi rừng và lên đồ theo hướng sức mạnh phép thuật. Nhưng để xem lựa chọn của Renick sẽ là như thế nào đây. KT hoàn toàn có thể chọn xạ thủ sớm dành cho Firekit. Họ đang sở hữu được những emote chất tướng có lượng sát thương lớn. Một vài những ván đấu mà chúng ta thấy Kalista khi mà đối đầu với một đội lao vào, đặc biệt là khi mà đối đầu với Dana thì bạn không có quá nhiều chỗ chơi lắm. Nhưng với Ragat thì là câu chuyện khác nha. Bạn có cú lăn bụng hoàn toàn thể outplay được cái pha lao vào đó đến từ Dana, và để xem Redick sẽ vận hành như thế nào. Aphelios là lựa chọn thứ 3 đến từ bên phía của Katie Rooster dành cho Firekit ở khu vực đường dưới. Căng vậy, mặc dù đội hình của họ đã cấm đi press, có lẽ như họ với cái sự lựa chọn được Fastbit ở trong phase 2 á, thì họ sẽ lựa chọn những con tướng mang cái tính chất là kiểu dạng phòng ngự. Nhưng mà đối phương vẫn có được những cái sự lựa chọn cấm. Nếu như muốn khai thác khu vực đường dưới thì có thể cấm đi Rom, có thể cấm đi Tahm, thì cũng là những cái phương án mà huấn luyện viên đến từ bên phía của Rannus có thể cân nhắc. Lựa cấm đến từ bên phía của KT là loại bỏ đi những mẫu chức tướng ở khu vực đường giữa với việc cấm lập lăng. Như vậy họ có được những cái con tướng xuất hiện khu vực đường giữa, kiểu như là con Lucian cũng được, hoặc là con Yasuo, nếu như đánh theo cái kiểu cái cặp đôi mid rừng cũng là một trong cái phương án có thể được cân nhắc đến từ bên phía của KT. Rannus thì họ cấm hai vị tướng hỗ trợ, con xét ở khu vực đường giữa nữa. Nhưng mà trước đó thì họ cấm đi Rom, một cái con tướng khả dĩ để thể kết hợp cùng với Aphelios ở thời điểm hiện tại. KT vẫn còn Leona dành trong tay của Jhut, và đây sẽ là một cặp đôi cũng tấn công rất là mạnh ở khu vực mạn dưới của bản đồ, nhưng họ vẫn cần nên cẩn thận hơn khi nếu như đây là Ragat hỗ trợ thì cái cặp đôi Kalista và Ragat cũng có được một lượng đam tương đối ở trong tình huống tay đôi. Orn đang được nhà hàng đến từ Renick, và tôi khá chắc đây sẽ là một sự lựa chọn ở đường trên dành cho King En. Pyosik sẽ sở hữu Lee Sin ở vai trò đi rừng, và nếu như họ có thêm con Orianna ở đường giữa nữa thì đây sẽ là một hình rất là đẹp để cho Renick. Rồi quyết định đến từ bên phía của Rannus sẽ là như thế nào đây? Wendy rừng, Lee Sin đường giữa.
On ở khu vực đường trên, Kalista và Ragaz ở khu vực đường dưới. Một cái bộ khung cũng khá là khỏe ở giai đoạn về giữa, mà chưa kể đâu cái giai đoạn về sau nữa, phần nào đó sẽ được gia tăng thêm cho mình có lượng sức mạnh đến từ khả năng tái tạo đồ, xin lỗi, cái khả năng đúc đồ đến từ con bài On, gia tăng thêm một cái lượng sát thương dành cho những món trang bị đó. Câu trả lời đến từ bên phía của KT trong cái trường hợp này là cái gì? Họ vẫn đang còn Lucian. Nếu như muốn chơi theo mẫu chiếc tướng sát thương vật lý để có thể tạo ra những cái tiền đề tốt cho cái việc mà kiểm soát lane, nhưng mà Đô quyết định đảm bảo thêm cho mình một cái lượng sức mạnh phép thuật với con bài Rai đánh ở dài về sau của ván thi đấu luôn. Một đội hình đánh về late game rất là mạnh đến từ KT, họ hoàn toàn có thể chơi sớm ở nửa trên của bản đồ với việc là Duran sở hữu Zayce ở khu vực đường trên, Rai cùng với Aphelios là những mẫu chất tướng cũng khá là cần đổi thế mạnh, đặc biệt là Rai trong tay của Rove ở những giai đoạn về sau. Sau còn đây thì đây là một vị tướng rất là ưa chuộng ở tại LCK, đặc biệt là ở khu vực đường giữa, và cái độ hiệu quả của Rai cũng khá là cao khi giai đoạn ban đầu, nếu như có để mà gục nữa thì càng tốt dành cho Rai. Nhưng mà để xem KT roster có thể vận hành được một đội hình như thế này hay không. Rannick thì họ trận đấu này Gwen sẽ nằm trong tay của Chedi rừng và Lee Sin ở đường giữa để đối đầu với phía bên kia, thì tôi không biết là cái kèo thi đấu này Z liệu có thể làm tốt được với vị tướng Lee Sin hay không. Cảm giác dạo gần đây anh ta chơi khá là nhiều vị tướng đấu sĩ so với những cái chất tướng kiểu là Orianna ở vị trí đường giữa. Tức là cái đội hình này mà lắp Orianna bóng đẹp á cũng được, là một cái đội hình nhưng mà họ ưu tiên bích con Lee Sin từ trước rồi nên cũng khó để có thể xoay chuyển. Với một cái kèo thi đấu mà kiểu dạng anh ta cũng sẽ không có được giành tài nguyên khu vực đường trên nữa, thì có thể thấy như là người chơi đường trên đến từ bên phía của KT thì họ sẽ có chút lợi thế hơn về mặt chất tướng dây. Có lẽ như quyết định đánh ở giai đoạn về đánh ở khu vực đường dưới đến từ bên phía của Rannick sẽ là cái quyết định khá là sáng suốt, bởi vì cái cặp đôi đường dưới đang thi đấu khá là bay về cái mặt phong độ dành cho đội hình của họ nữa. Thật ra Lucian là một cái sự lựa chọn đẹp, nhưng hồi nãy tôi quên nhìn đó chính là lượt cắm đầu tiên thì lại nhắm tới cái con tướng này rồi, thì không có nhiều lắm những cái cơ sở để thể lựa chọn thêm dành cho bên phía của KT, thay vào đó một vị tướng đảm bảo cái lượng sát thương ở dàn về giữa và dàn về cuối đến từ con bài Rai này của Dove cũng là trong những cái phương án khá là tốt. Ván thi đấu thứ 3, cuộc đối đầu giữa Rannick và KT roster sẽ được bắt đầu ngay sau đây. Đây là ván thi đấu quyết định để coi đội tuyển nào sẽ giành lại được cho mình đó thêm một điểm ở trong loạt trận này. Các bạn đừng quên like cũng như là subscribe kênh LCK Tiếng Việt và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một trận thi đấu nào ở trong giai đoạn cuối của LCK mùa hè năm nay. Đặc biệt thì ở trong kế kèo đợt thi đấu thứ 2 được diễn ra vào lúc 18 giờ sẽ là cuộc đối đầu giữa T1 và Gen.G, cũng là một cặp đấu rất là đáng xem dành cho fan của cả hai đội. Quay trở lại với ván thi đấu này thì Rannick cũng như là KT roster sẽ được quyết định ai là người giành thắng lợi ở trong trận thi đấu thứ 3. Nhưng vấn đề đến từ Rannick tôi vẫn đang thấy khá là rõ, nghĩa giai đoạn ban đầu họ chơi rất là tốt ở cả hai ván thi đấu, nhưng đến giai đoạn giữa và cuối ván đấu thì họ lại bị rất là lệch lạc trong những pha di chuyển của mình và để đánh mất lợi thế. Thì để xem ván thi đấu thứ 3 này, quá tang thì ba bận, không biết họ có giải quyết được cái sai lầm trong những quả đấu trước hay không. Các đội đường dưới Tejun cùng với Jun sẽ đứng đợi ở đây, đơn giản là bởi vì Pyosik sẽ khởi đầu ở khu vực nửa trên của bản đồ và sẽ không cần cặp đôi đường dưới của mình tới hỗ trợ. Rút rất là tỉnh với việc anh ta cầm cho mình máy quét và phát hiện ra là cặp đôi đường dưới của Rannick đang đứng ở đây. Thông thường đối với những người chơi xạ thủ khi mà sử dụng Kalista thì anh ta sẽ muốn lấy cho mình đó cái phép hỗ trợ hồi máu để gia tăng thêm áp lực cũng như là có được những cái lợi thế trong tình huống Onin. Nhưng mà với một cái áp lực đến từ những tình huống làm choáng của Leona thì Tejun bắt buộc phải hướng lên cho mình đó phép hỗ trợ thanh tẩy. Thì trong những cái tình huống Onin thì cũng phải cân nhắc đôi phần đến từ đội hình đến từ bên phía của Rannick. Doran ở khu vực đường trên với một cái lối chơi mà anh ta cũng sẽ có được cái lợi thế ở trong dàn đi đường, anh ta đang cố gắng để có thể khích đại bằng một cái lưỡi liềm được hướng tới chứ không phải là bất kỳ cái thanh kiếm Doran nào cả. Cái vòng rừng thì để coi, plan thì anh ta ăn từ khu vực bãi chim chạy thẳng lên khu vực bãi người đá với cái kỹ năng WE để có thể tiếp cận và giảm đi cái tốc độ để có thể di chuyển qua những cái vách đá. Bùa đỏ được ăn cuối cùng đến từ plan vòng rừng 3 bãi nửa trên và sẽ có mặt ở khu vực nửa dưới bản đồ sớm thôi. Cảm giác là cái tốc độ clear rừng của Pyosik đang làm khá là tốt khi anh ta đã hoàn thành xong 3 bãi trên và tiến xuống 3 bãi dưới. Tức là nếu như giữ đúng cái nhịp độ thì anh ta hoàn toàn có thể tiến ra con cua đầu tiên ở khu vực đường dưới sớm hơn, để xem Plank sẽ xử lý như thế nào trong kèo thi đấu này. Dù sao thì Dana nếu như có thể mạnh hơn thì anh ta vẫn cần phải có các độ 6 càng sớm càng tốt đến từ Plank. Thì cái áp lực đến từ Dana sẽ vô biệt là với món đồ lớn đầu tiên kiểu là đai lưng hết stack nữa. Đường dưới vẫn đang lợi thế dành cho Rannick. Tôi vẫn đang thắc mắc là không biết Plank liệu có muốn tranh cướp con cua này hay không, bởi vì nếu như anh ta tiến xuống thì sẽ không phải là lợi thế dành cho KT bởi vì lính đang đẩy thẳng vào trụ.
Và có một tình huống Họ tranh đang cướp thì có cặp đôi của Lennox là Taejun và Jun sẽ ra sớm hơn so với Pakit cũng như là rút ở phía bên kia. nhưng họ đang có cái lợi thế đẩy ở khu vực đường giữa, thì một bên có lợi thế ở khu vực đường dưới, một bên có lợi thế ở khu vực đường giữa. Con cua này nó vẫn đang nằm ở trên bàn cân và chưa biết là cái cán cân sẽ nghiêng về trong phía bên nào. Một vòng rừng full clear đến từ Belzic khi mà anh ta đã ăn sượt 6 bãi, và có lẽ như Plan cũng quyết định là nhường luôn cho mình đó cái lượng tài nguyên đến từ con cua ở khu vực dưới dành cho Belzic, và sau đó anh ta sẽ tìm ra một vài những cái phương án để có thể di chuyển lên cánh trên. Một pha cố tình trúng sấm ăn đến từ súng sóng âm đến từ Dove để có thể câu kéo thêm, nếu như vừa rồi mà vô ảnh cướp được kích hoạt thì sẽ là một tình huống phản găng dành cho Blood. Nhưng mà vô ảnh cướp đó không được kích hoạt thì Dove nhanh chóng giải quyết cái bài toán này bằng cái pha bung năng lượng để có thể đẩy xong cái nực lính đó. Đối với nhà này thì chắc hẳn anh ta cũng sẽ hướng lên cho mình một vài món trang bị thành phần để có được cái bí thư xuất truyền càng sớm càng tốt. Đây là món trang bị rất là cần thiết dành cho Rai, nó đảm bảo cái lượng năng lượng để có thể kiểm soát quay tốt hơn dành cho Dove. Lanh di chuyển lên mạng trên và anh ta cân bằng về chỉ số cua so với đối phương, hoàn thành vòng rừng đầu tiên khá là kín. Trong khi phía bên kia người chơi đi rừng của Renick đã bấm bên về nhà lần đầu tiên và sau đó thì quay trở lại để tiếp tục vòng rừng thứ hai của mình, thì Lanh anh ta vẫn sẽ dự định là farm tiếp ở khu vực nửa trên của bản đồ. Pilsic mặc dù muốn can thiệp nhưng anh ta đi đi qua tầm nhìn đến từ bên phía của đối phương. Chút anh ta lao vào với thiên đỉnh kiếm nhưng đó là cú lăn bụng để chặn lại tốt đến từ Jun, và anh ta giúp cho Taejun vẫn đang khá là an toàn ở khu vực mạn giới này. Tuy nhiên anh ta vẫn cần Taejun thực sự là cần rất là cẩn thận trong những cái pha tiếp theo, bởi vì đối phương cũng có rất là nhiều yếu khống chế. Lanh có khả năng tiếp cận với những tình huống sử dụng E, thậm chí là chiêu cuối để giữ chân lại rồi rút lao vào với thế giới hạn san và thiết định kiếm nữa, thì Taejun sẽ là những cái mục tiêu tuyến đầu mà cái team roster họ sẽ hướng đến. Con dao đầu tiên của bán đấu là rồng gió, và nếu như mà Blank anh ta di chuyển thẳng xuống khu vực đường dưới thì hoàn toàn có thể có cơ hội để kiểm soát được con rồng này, nhưng anh ta cần phải quét mắt đã khi mà Drenic trước đó đã để lại được rất nhiều con mắt ở khu vực dọc bờ sông. Thường thì ở thời điểm hiện tại những người chơi đi rừng sẽ hướng tới một cái vòng rừng thứ hai, cũng sẽ cố gắng để có thể dọn dẹp đặc biệt là những mẫu chất tướng khá đặc thù như con bài Diana của Plan nữa, thì anh ta cần phải có được trăng mờ ở thời điểm cấp độ 6. Bill thì đối với bản thân của anh ta là một cái vị tướng mà khỏe ở dàn về sau nên có lẽ anh ta cũng sẽ được ưu tiên. Ván thi đấu này vẫn là cái ván thi đấu kiểm soát mà thôi, nhịp độ cũng đang tương đối là chậm. Chúng ta sẽ có chuyện nói ở đâu đó khoảng chừng phút thứ 7 khi mà cái đợt lính ở khu vực dưới liệu rằng sẽ nghiêng về châu bên phía bên nào, bởi vì phút thứ 7 là cái phút mà tiền đề để có thể một trong hai đội tuyển có được những cái lợi thế và kiểm soát được con sứ giả ở thời điểm phút thứ 8 của ván thi đấu, thì cái lợi thế đó đa phần nó sẽ xuất phát ở được ở khu vực đường dưới. Thì phải phải chờ thêm một ít phút nữa. Đây, phút thứ 6 của ván đấu rồi. Những cái lợi thế đẩy đường từ nãy đến giờ cảm giác như bên phía của KT họ đang làm tốt. Đây sẽ là một cái tình huống thức quay lính to đến từ Fakit. Quay lính này, quay lính có xe và chuẩn bị nhập với cái quay lính đang chuẩn bị tiếp cận. Dạng súng của anh ta cũng là dạng súng ổn nữa, đó là dạng súng hỏa ngục giúp cho anh ta có thể clear được cho mình đấu cái đợt lính này. Lần về nhà này cần phải sớm, bởi vì nếu như anh ta về nhà trước một dịp, anh ta sẽ có cái lượng trang bị ổn, và khi mà anh ta có cái lượng trang bị ổn thì cái thế đẩy đường dưới nó vẫn sẽ thuộc về cho bên phía của KT. Kitty đang muốn tấn công vào khu vực hang rồng thì phải, nơi mà Pilsic đang có động thái bấm B về nhà. Và đây sẽ là con rồng đầu tiên dành cho Kitty Roster. Cảm giác là đường trên không phải là nơi nóng ở trong ván thi đấu này, khi cả Doran cũng như là Ping An quyết định farm hòa mà thôi. Thậm chí là Doran anh ta mua rất là sớm một cái lưỡi hái để có thể farm được độ một nửa lưỡi hái, rồi còn 42 stack nữa sẽ được sử dụng nốt trong khoảng thời gian tiếp theo. Đây là một ván đấu tôi không thấy là Pilsic có mặt nhiều ở khu vực nửa trên của bản đồ để hỗ trợ cho King En hay thậm chí là giảm bớt cái ngưỡng sức mạnh của Doran. Họ vẫn để cho con dây này từ từ tăng tiến sức mạnh, thì đó cũng không phải là một cái quyết định quá sáng suốt dành cho Pilsic. Nhưng và King En ở cũng Blank anh ta đã làm tốt trong giai đoạn nửa đầu tiên khi mà kiểm soát được con rồng, và nếu như di chuyển lên khu vực mạng trên nữa thì họ hoàn toàn có thể kiểm soát được sứ giả. Với việc là Đô đã có cấp độ 6, cái chiêu cuối của Dove sẽ có thể hỗ trợ được cái T-Roster trong những tình huống tranh cướp mục tiêu hay thậm chí là phòng ngự cùng với cả Doran. Rồi để coi tình huống này thì như thế nào. King Gain anh ta vẫn đang đảm bảo được cái vai trò đi đường của mình tốt nha, và đừng quên rằng ở thời điểm hiện tại thì anh ta có hai lần hút hỏa dương hiệu triệu, áp lực đến từ Belzic là khá lớn để cho Doran phải tạm thời lùi về, và chưa kể đó là anh ta nhìn vào King Gain thì anh ta thấy được phép rồi dịch chuyển, cảm giác như Doran cũng đang hơi rén cho pha thi đấu này, cần phải kêu gọi Plan lên hỗ trợ anh ta một chút xíu, bởi vì các bạn có thể thấy cái kèo on mà dây á, mà dây mà không thắng được ở thời điểm trước phút thứ năm á, thì con on hoàn toàn có thể tiến hành một cái tình huống solo kill ở thời điểm cấp độ 6 khi mà cái sắc phép của anh ta chuyển thành cái phép hỗ trợ thiêu đốt ở khu vực đường dưới, là tình huống trao đổi chiêu thức quá lời dành cho Taejun. Khu vực bùi đỏ đang bị tấn công, đội hình của cả hai bên có rất nhiều thành viên ở đây.
Drenic sẽ bỏ vào thôi, nhưng họ đang tấn công khu vực trên. Doran mất tốc biến và dự hiệu triệu lần 2 vẫn đẩy chúng. Đô với tác dụng hoàng vòng xoáy không gian lên, tấn công vào King En có giữ chân nhưng sát thương đến từ Rai đang khá là hạn chế. Khi anh ta mới chỉ đang cầm cho mình một sách quỷ cùng với 216 stack của nước mắt nữ thần và một chiếc giày giảm hồn chiêu Elon, một chiếc giày giảm hồn chiêu mà thôi, thì cái sát thương đến từ Rai nó vẫn chưa thực sự là quá nhiều, và đặc biệt lên người của King En, một con đang rất trầu phía bên kia nữa. Cathy Roster vẫn còn cần một khoảng thời gian để họ có thể đạt được đúng sức mạnh của mình. Theosix có khoảng trống và anh ta tấn công vào sứ giả đầu tiên của ván đấu khi mà Doran bắt buộc phải bấm bên về nhà để hồi phục, thì khoảng trống mở ra để Renick kiểm soát được mục tiêu ở nửa trên. Tôi nghĩ cái nhịp kiểm soát khu vực đường dưới đã mất dành cho phía của KT rồi đó, bởi vì cái đợt lính vừa rồi đang được đẩy ngược trở lại dành cho phía của Ranus, và những cái tình huống trao đổi chiêu thức khi mà 1v1 trong vai trò xạ thủ của cả hai á, thì Tejun không ngại. Tưởng chừng những phút thứ 6 sẽ có lợi thế hơn dành cho phía của KT ở cái quay lính ở khu vực đường dưới, nhưng họ lại chính là đội tuyển bị mất lợi thế, và cái việc mà mất lợi thế này nó khiến cho cái nhịp mà kiểm soát con sứ giả không thuộc về trong phía của KT nữa rồi. Con sứ giả vừa rồi được ăn đến từ Bilsit trong một cái pha mà Plan đang tốn thời gian để có thể giải quyết được con bùa đỏ ở trong khu vực rừng của anh ta, thì đó xem cái mục tiêu mà tôi nghĩ cũng khá hợp lý dành cho phía của Radus. Phần nào đó nó sẽ ngắt đi cái mạch cụ thể, nếu con sứ giả này được đẩy lên khu vực rừng trên dành cho Doran thì nó sẽ gia tăng thêm cái lượng tiền dành cho cái cánh đường đơn đến từ bên phía của KT. Nhưng với con sứ giả này thì bên phía của Radus họ có cơ sở để có thể gia tăng thêm cho mình đó một vài những cái tình huống tấn công chẳng hạn. Đặc biệt những cái tình huống tấn công này hoàn toàn có thể được hiệu quả hóa bằng cái việc mà họ có được một cái tình huống găng tốt đến từ Biosix. Nhưng ngược trở lại thì bên phía của KT họ có những cái lợi thế riêng của mình, đó chính là cái tốc độ farm. Trong khoảng thời gian vừa qua, đội hình của họ di chuyển ít hơn so với bên phía của Ranus, nên cái tốc độ farm cũng như cái nhịp farm của họ đang nhỉnh hơn. Hãy nhìn vào plan 80 chỉ số quái vật rừng, đường giữa và khu vực đường dưới vẫn đang có cái nhịp farm tốt. Và đó là lý do vì sao mà KT roster họ vẫn đang dẫn trước về lượng tiền tại hiện tại. Jotam muốn di chuyển ra khu vực đường giữa để hỗ trợ cho đồng đội của mình, nhưng Ranus cũng đang tập trung khá là nhiều thành viên ở đây. Theosix vẫn đang cầm sứ giả, nhưng anh ta chưa thả ở bất kỳ khu vực đường nào cả. Blank vẫn đứng đợi cùng với Jut cấp độ 6. Có cấp độ 8 đến từ Blank, nhưng Jun đang tiến lên lăn bụng tốc biến thùng rượu nổ đầy ngược về, và Blank mất tốc biến để bỏ chạy phía bên kia. Thì vị trí của Jut đang cố gắng bao vây cho đồng đội của mình, sát thương là rất nhiều. Và chiến công đầu dành cho Blank, anh ta đang lui nhẹ về trong sự lỗi được kích hoạt đến từ Firekit. Và đó là định mệnh vẫy gọi được kích hoạt đến từ Tejun để hỗ trợ cho đồng đội. Jut anh ta vẫn còn tốc biến, đang đợi hồi phục tìm kiếm, và đó là một pha tốc biến để kết hợp thiên đỉnh kiếm kết hợp với thiên mặt trời, và họ có được cho mình điểm tiếp theo. Vòng xoáy không gian đến từ Do giữ chân được Jun, và đây sẽ là vòng thứ 3 dành cho KT roster. Tejun là người duy nhất có thể lùi về được trong pha vừa rồi. 3-0 dành cho bên phía của KT cho cái nhịp chủ động tấn công của bên phía Ranus. Ranus là đội tuyển tấn công trong cái pha thi đấu vừa rồi khi mà lăn bụng tốc biến đến từ Jun để có thể nhắm vào Plan. Nhưng Plan đã có pha xử lý quá hay, anh ta quay ngược trở lại với cú trăng non và trăng mờ gom được 3 thành viên cũng như cái lượng sát thương, và anh ta vẫn có đủ khoảng trống để có thể rút ra được trong tình huống này. Đây hãy cùng xem lại tình huống bộ 3 đến từ bên phía của Ranus, họ cố gắng tấn công vào Plan. Cái pha tấn công này thật ra cũng có ý đồ, bởi vì nếu như họ dứt điểm được Plan thì cái hiệu quả đến từ con sứ giả nó sẽ tối ưu. Nhưng liên tiếp là những cái tình huống xử lý Lee Sin không thật sự mắc binh, nó khiến cho đội hình bị thiếu đi cho mình đâu cái lượng sát thương. Cảm giác như là cái sóng âm đầu tiên là trật nè, và cái nổ long cướp vừa rồi hình như là cũng không trúng vào Plan thì phải, khiến cho không đủ lượng sát thương để có thể dứt điểm được người chơi đi rừng của phía KT roster. Hơi đáng buồn dành cho Drenic với một pha di chuyển sâu và rồi đối phương muốn bắt vào Plan, nhưng họ lại không đủ lượng sát thương để làm được điều đó. Nếu như pha đó họ có thể hạ gục được Blank và tấn công ở khu vực giữa về sứ giả thì nó sẽ ổn hơn. Đó là hỏa dư hiệu triệu của khu vực trên. Chiêu của chúng hai người của Blank, Fensic và Kingen quá tất máu, họ phải lui về. Nhưng Blank đã có được điểm hạ gục cho mình. Double kill. Sầm qua cổng lõa tốc. Double kill dành cho người chơi đi rừng của KT roster. Z bắt buộc phải cắm mắt hộ thể và anh ta lui nhẹ về nhà. Nhưng lại là trao đổi lời dành cho KT khi họ đang sở hữu một con Diana trong tay của Blank đã 3-0-1. Quả là một người chơi có khả năng có phản găng tương đối là hiệu quả dành cho Blank. Kinh nghiệm thi đấu của anh ta là có, kỹ năng là rất là cao đối với con bài Diana trong những cái tình huống xuất hiện kịp thời. Một tình huống anh ta tạo ra cái điểm nhấn tấn công dành cho phía của Ranus và anh ta phản công ngược trở lại. Tiếp tục là một tình huống phản công ở khu vực đường trên. 5-0 dành cho bên phía của KT roster, và bản thân của anh ta cũng đã có được cho mình đó 3 điểm hạ gục. Cấp độ bắt đầu chênh lệch dành cho Blank. Blank đang có được một màn thể hiện rất tốt sau khi anh ta phải ngồi ở vị trí dự bị sau hai ván đấu, và Tejun dính cho mình chiêu cuối của Firekit và anh ta đi luôn. 6-0. Có cả Tov, đây nữa hai lượng sát thương đến từ hai carry chủ lực của KT roster thì Tejun không có gì để chạy cả.
anh ta không có tốc biến nữa. Nếu như pha đó có tốc biến thì may ra còn có cơ sở để xạ thủ của Renek có thể lui về. Nhưng cơ hội của anh ta là zero. Và Katie Roster đang dẫn trước 6-0. Blank đang có một màn điểm vô cùng xuất sắc. Anh ta bị bắt bởi Pilsic, có đai lưng headstack để lui về. Và Blank anh ta vẫn đang an toàn trong tình huống này. Chút đang tới, nhưng có lẽ Rút sẽ là người phải bỏ mạng lại mà thôi. Một pha hy sinh đến từ hỗ trợ của Katie Roster để người chơi đi rừng của mình có thể lui về. Một tình huống đào thoát cũng khá là đẹp dành cho Blank, nhưng như Linh Sang cũng đã chia sẻ, cái giá phải trả đó chính là một cái mạng đáp trả ngược trở lại dành cho bên phía của Ranus. Khoảng trống được tạo ra dành cho Fakir ở khu vực giữa là quá lớn, ba lớp giáp trụ được bào đi sẽ là một cái lượng kinh tế rất lớn dành cho ông bài Aphelios này của Fakir. Khu vực đường trên mặc dù có những cái tình huống ghé thăm đến từ bên phía của Ranus, nhưng mà cái tốc độ farm cũng như là cái nhịp farm đến từ Doran bây giờ vẫn đang được đảm bảo nha. Đây là ván thi đấu mà cái điều kiện thắng bắt đầu được dần hình thành dành những phía của KT, khi mà họ đang có cơ sở để có thể trải qua giai đoạn đi đường và với quá nhiều những cái lợi thế. Chính lên về tiền ở thời điểm hiện tại đang con số 4.000, một con số khá là lớn, và hãy cùng xem là cái vòng rừng kịp thời đến từ Blank để có thể xuất hiện ở nửa trên bản đồ. Và Suit cũng đang có mặt ở đây nữa, chưa kể đó dịch chuyển đến từ Rai của Dove không có cơ sở để có thể băng trụ dành cho bên phía của Ranus trong ván thi đấu này. Đây là pha mà Tejun anh ta bị bắt bởi phái kết cùng với Dove với mở bàn lái trăng dẫn lối, không trượt đi đâu được cả. Và như đã nói thì một cái thanh tẩy không giúp cho Tejun anh ta có thể lui về được. Còn đây là một pha mà Blank anh ta fake check để muốn cắm mắt vào bụi cỏ sau cuộc thang mùa đỏ. Nhưng Rút cũng tới rất kịp thời với cuộc thi tìm kiếm của mình và Blank tẩu thoát về với bộ kỹ năng. Tôi nghĩ đây là một pha mà Rút anh ta hy sinh, nhưng họ hài lòng với pha hy sinh đó mà thôi, bởi vì Blank vẫn chưa bị sát đao. Anh ta đang giữ một KDA 301 ở trên người, đồng hồ vẫn còn. Và thậm chí một cái ngọc quên lãng sẽ giúp cho anh ta tăng thêm khả năng giảm hồi máu lên các thành viên của Renick nữa. Katie Roster đã có một màn khởi đầu rất là thuận lợi so với hai ván thi đấu trước. Hai ván trước thì người chơi đi rừng của họ không phải là Blank, và họ rất bị động trong những cái pha kiểm soát những mục tiêu lớn như kiểu là rồng hay sứ giả. Nhưng ở ván thi đấu này thì Katie Roster đang trở thành một bộ mặt khác hẳn so với hai ván đấu trước. Họ là người chủ động hơn rất nhiều trong mọi tình huống, và bây giờ đang có sự chênh lệch ở cả ba khu vực đường. Đó cũng khó trách được Gideon khi mà cái kinh nghiệm thi đấu của anh ta thì không thể nào so sánh được với Blank, người đã từng lên ngôi vô địch chung kết thế giới cơ mà. Và chưa kể đó, anh ta đang có cái phong độ thi đấu cũng tương đối là tốt đối với những mẫu chất tướng kiểu dạng sức mạnh phép thuật. Đừng quên rằng khi mà với sự xuất hiện đến từ Blank thì đội hình đến từ bên phía của Ranus buộc phải cấm đi Rumble, một trong những cái công tướng mà Blank đánh cũng khá là tốt. Cấp độ 11 rồi đã được hình thành đến từ Blank. Trên hai cấp độ đó chính là những gì mà với sự góp mặt của Blank, bản thân của anh ta đang hơn so với người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến, cũng như đã tạo được rất là nhiều lợi thế dành cho bên phía của KT. Trụ đầu tiên trong ván thi đấu này nhiều khả năng thuộc về bên phía của KT bằng một cái nhịp kiểm soát tốt đến từ cái pha di chuyển của Blank tiếp tục. Lợi chênh lệch vẫn đang là độ 4k tiền hơn dành cho KT Roster. Duran ở khu vực đường trên, mặc dù anh ta không đang dẫn quá nhiều so với khi nghe ở phía bên kia, nhưng khả năng tăng tiền sức mạnh vẫn đang là khá ổn đến từ người chơi đường trên của KT. Nãy giờ tôi thấy Pilsic cùng với một vài thành viên của Renick rất muốn đánh ở khu vực đường trên, nhưng họ vẫn chưa thể nào lấy được mạng của Duran cả. Quyết định thả súng giả và gây sức ép, Dove cũng đang muốn tiến lên, anh ta còn vòng xoáy không gian, nhưng có lẽ vẫn sẽ bỏ mà thôi, bởi vì tốc độ di chuyển là không đủ để họ giữ lại được trụ một khu vực đường trên này. Đây là cái trụ đầu tiên và Renick họ ăn được sau 16 phút thi đấu để cân bằng với Katie Roster về mặt công trình. Nhưng họ vẫn đang thua vì hai con rồng đầu tiên của bán đấu và con rồng thứ ba cũng như rồng thứ tư trận đấu này chúng ta có linh hồn rồng lửa. Vì vậy đây là một linh hồn mà sẽ được buff rất nhiều về mặt sát thương. Nếu như Renick họ không kiểm soát được mạch rồng 3, họ không ngắt được cái mạch rồng 3 của Katie Roster thì họ sẽ bị rơi vào thế khó ở những rồng tiếp theo của bán đấu. Và chưa kể cái sức mạnh của ông bài Kalista của Taejun ở thời điểm hiện tại cũng không được phát huy nữa. Chênh lệch của cả hai người chơi xạ thủ đang là con số 2.000 tiền nghiêng về cho bên phía của Fakir. Thì đó cũng không phải là cái điều kiện thắng mà bên phía của Ranus có thể viện vào. Thì có lẽ như bên phía của Ranus, có lẽ họ phải chờ cho cái ván thi đấu này càng lâu thì càng tốt. Thì khi đó khả năng đúc đồ đến từ On và họ sẽ cố gắng viện vào cái lượng sát thương theo thời gian đến từ Kalista cũng như là Wen để có được những cái lợi thế trong tình huống giao tranh. Độ đột biến đến từ những cái cú hút phải dương hiệu triệu và công bài Lee Sin của Z này thì may ra họ mới có được những cái cơ sở. Nhưng mà đội hình đến từ bên phía của KT trong ván thi đấu này sát thương nhiều quá. Các bạn có thể thấy cái độ kinh nghiệm đến từ Blank nó được thể hiện qua những món trang bị mà anh ta hướng tới. Một cái đồng hồ ngưng động được mua ở thời điểm khá là sớm, ngay sau cái lần về nhà vừa rồi của anh ta thì hướng lên cho mình đó món trang bị này. Đây sẽ là một cái tình huống mà
anh ta kiểu cảm giác như anh ta sẽ có được những cái tình huống play ở trong những cái pha giao tranh lớn then chốt sắp tới. Thì pha giao tranh lớn sắp tới đâu đó diễn ra khoảng chừng hơn 2 phút nữa khi mà con rồng nguyên tố thứ 3 sẽ xuất hiện trên bản đồ. Để xem Draenix sẽ có câu trả lời nào với con rồng thứ 3 của bản đấu hay là họ sẽ lựa chọn bỏ. Nhưng mà tôi nghĩ với lượng sát thương ở thời điểm hiện tại thì cũng không cần thiết phải bỏ đi con rồng này. Phiêu sẽ có mặt ở đường dưới, đây sẽ là một tình huống mà hai vét. Ô, nộ lốc cước trúng của Zed nhưng sóng âm của anh ta thì lại trượt. Đây là Lee Sin Shopee rồi. Phiêu Sích sẽ lùi về, anh ta mất luôn cả sẽ chỉ luân kim, sát thương không đủ. Đâu đi bộ về thôi, anh ta mất độ 60% máu. Zed nhập vai cũng hợp á, chơi con Lee Sin thầy tu mù xong rồi cũng hơi nhập vai cho pha thi đấu đó chút xíu. Rồi một tình huống lỗi, rõ ràng đó, cái lỗi khi mà cái lượng sát thương không được cộng hưởng vào và Dove vẫn có khả năng để có thể bám trụ khu vực bên dưới. Thậm chí là anh ta có đồng hồ nha, anh ta đang câu kéo Plank đang sẵn sàng đứng phía sau. Đó là một tình huống mà Bicep không thể nào tấn công được. Những tình huống sóng âm rất nhiều tăng tính đến từ Zed. Tôi không biết là anh ta tính gì ở trong đầu thôi. Có vẻ như đây là một trận đấu mà khả năng tính toán của Zed chưa ổn lắm. Đường trên thì Doran có một chút khoảng trống để lấy được cái trụ thứ hai dành cho bên phía Katie Roster. Họ vẫn đang duy trì được ở cả ba đường. Dove rồi cũng có được một tình huống vậy. Thực ra thì anh ta cũng không cần phải quá là vội vàng bởi vì anh ta vẫn còn đồng hồ ở trên người. Thì Dove đang làm rất tốt với kèo thi đấu Rai của mình với 202. Thực ra Rai là một chất tướng mà lát nữa khi mà đã hoàn thành xong món đồ thứ hai, cái lượng sát thương đến từ Dove cũng sẽ rất là nhiều trong những tình huống giao tranh 5v5. Mà Lee Sin về sau của bán đấu thì tôi không cảm nhận lắm, đặc biệt là cái màn thể hiện của Zed ở trong ván thi đấu này nó vẫn chưa thực sự thuyết phục. Thì cái lượng sát thương nó sẽ rơi chủ yếu vào người của Fiusic và Tejun. Nhưng trong ván đấu này thì giai đoạn ban đầu Tejun không có được nhiều lợi thế trước Aphelios trong tay của Firekid. Và đặc biệt ở trong những tình huống tiếp theo, nếu như giao tranh trực diện thì Tejun sẽ cần nhiều thời gian để găm giáo, kích hoạt cú dây bò. Trong khi Firekid anh ta đơn giản là gây sát thương trực diện một đối phương thôi. Thì tôi vẫn đánh giá con Aphelios nó nhỉnh hơn một chút so với Kalista của Tejun ở phía bên kia. Ôi, mới đó đã đạt được cấp độ 13 đến từ King Game rồi thì cái khả năng để có thể đúc đồ của anh ta cũng đã có. Găng tay băng hàng cũng đã được xuất hiện khi mà được nâng cấp lên từ cái găng tay băng hỏa. Cấu đồng nguyên tố thứ 3 đây xem cái cơ sở giao tranh dành cho cả hội tuyển. Cảm giác vẫn đang có lợi thế hơn dành cho phía của KT. Thật ra cũng không phải là cảm giác nữa khi mà cái lượng chinh lệch bắt đầu được hình thành rồi. Hai món trang bị là cái ngưỡng sát thương mà bên phía của KT đang được dần hình thành ở một vài những cái vị trí khác nhau. Đồng hồ cũng đã được hướng lên khá là sớm dành cho Dove. KT Roster đang muốn gây sức ép ở khu vực đường giữa, sau đó tiến ra rồng. Họ đã có được hai rồng và rất muốn có được mạch rồng 3 dành cho mình. Thì cái áp lực của KT Roster sẽ là mạnh hơn và họ sẽ dễ dàng stunbone được bản đấu này hơn. Việc của Doran ở trong những pha này là anh ta cần phải cầu máu bằng cầu sấm qua cầu gia tốc. Anh ta đã nhận thấy vị trí của Zed ở vị trí đằng sau và có được một pha cầu sấm để đẩy lui đối phương về. KT Roster quyết định là những người tấn công vào rồng trước. Renick họ có quả dương hiệu triệu, họ có lan bụng tốc biến đến từ vị trí của Jun, thì các thành viên của KT cần phải cẩn thận rất là nhiều đến từ vị trí của Firekid hay thậm chí là Dove cả Plank nữa. Doran đang lùa Zed về và Plank quyết định tấn công vào Zed. Anh ta bỏ luôn rồng mà Thái Dương Hạ San. À tôi xin lỗi, đó là hỏa dương hiệu triệu vẫn hất tung được vị trí của Firekid, nhưng Firekid vẫn đang bắn được trong pha này. Jun có được cho mình một mạng hạ gục nhưng Dove đang free shot và Zed có cú sóng âm không trúng ngay cả. Kalista của Tejun đã nằm rồi, rồng thuộc về bên phía của Drenic với một tình huống xử lý tốt của Pilsic. Họ đang muốn lui nhẹ về nhưng Firekid đang bị bắt vui. Cú thẳng vào tường đến từ Kingen và anh ta không giữ chân được Firekid, nhưng Zed tới với cú cắm mắt hộ thể. Anh ta tấn công một đối phương nhưng sát thương không đủ và Dove sẽ là người dứt điểm mạng gục này. Double kill dành cho đường giữa của KT Roster, mặc dù họ mất đi con rồng thứ 3 của ván đấu nhưng điểm hạ gục cũng đã có khi mà họ chỉ mất đi hai người chơi, họ có được đến 4 mạng gục trong pha vừa rồi. Pha đánh lúc đầu khá là hay dành cho phía của Doran. Sau khi mà họ thấy đường Zed đã câu kéo được cả Plank cũng như là Doran, họ bắt đầu mở hỏa dương hiệu triệu để có thể nhắm vào xạ thủ. Firekid bắt buộc phải tốc biến sớm để anh ta giữ cự ly. Nếu anh ta tốc biến chậm thì nhiều khi là sẽ một cái tình huống lăn bụng đẩy thùng rượu nổ ngược trở về nhà, thì anh ta sẽ tương đối là nguy hiểm cho cái tình huống tấn công tiếp theo. Pha thi đấu này là pha thi đấu mà đội hình đến từ bên phía của Radus họ đã có được cơ hội tiêu diệt được một vài những cái điểm hạ gục. Những cái giá phải trả đó chính là đa số các thành viên trong đội hình của họ cũng đã bị yếu máu, và con rồng nguyên tố thứ ba thì trước đó được ăn đến từ cho Bioshit. Và đây là tình huống hơi đáng tiếc đến từ King Gen, cái hitbox vừa rồi nó hơi ảo. Bởi vì tôi thấy vẫn còn cái bước chân đến từ Firekid ở trong cái hiển thị cái hitbox đó, chúng ta không bị hất tung lên và không có khoảng trống được tạo ra dành cho Bioshit để có thể tấn công vào Firekid. Và anh ta quay ngược trở lại gây cái lượng sát thương khá là lớn đối với những cái thành viên còn lại của phía KT. Có sự tính toán, nhưng cái sự tính toán của anh ta là chưa đủ để bắt được Firekid ở phía bên kia.
họ thua trong một tình huống giao tranh mặc dù giữ được rồng. Và đây sẽ là KT roster có được Baron ở phút thứ 22 của bán đấu. Baron đầu tiên giúp cho họ có thể đẩy mạnh được lợi thế với một đội hình đang có rất nhiều sát thương, đặc biệt là sử quân Ryan 503, hai đồ lớn rồi. Họ đang muốn tấn công thái dự săn mở và đó thì cú lao vào đến từ Blank nhưng ta bị ngăn lại bởi cú lăn bụng. Họ đang sử dụng vị đồng hồ Doran không tiến vào được trong pha này nhưng Blank vẫn hạ gục được vị trí của Taeyun. Đồ ấn đồng hồ, Phiêu Xích cố gắng chạy cũng thì để kiếm không trúng ngay cả nhưng đó là cầu sấm của tổng tốc 10 điểm đến từ Doran để anh ta có được double kill. Tiếp tục lên vào gục dành cho Firekid. Họ có được 4 mạng và King En đang cố gắng chạy về trước Doran ở phía bên kia. Anh ta đang bị lùa và khả năng đây sẽ làm việc quét sạch cái trang đấy. King En đã chuẩn bị tới với cái trụ thứ hai của đường dưới rồi. Cú hất tung lên thành công, vẫn đang cố gắng trao đổi chiêu, cầu sống qua cầu gió tốc chúng. Ở khu vực đường giữa là một pha mà KT roster họ đẩy thẳng vào với cả 4 người để lấy được một đường trong tình huống này và lui về. Không có pha quét sạch dành cho KT nhưng họ vẫn set up được một tình huống giao tranh lời ở phút thứ 23. Pha này Blank đánh ác thật sự. Đây pha thi đấu mà anh ta gom người quá đẹp. Mặc dù anh ta đang bị chững lại ở cái nhịp khi mà cú lăn bụng vừa rồi cũng tương đối là tốt dành cho Jun, nhưng chủ động tốc biến sử dụng cái căn mờ đó, một cái lượng sát thương quá nhiều được gây ra bởi con bài Diana của Blank. Nếu như pha thi đấu này mà rút xử lý tỉnh táo hơn và chính xác hơn á thì anh ta cũng sẽ tạo ra được những cái tiền đề nhất định, mà thôi không sao cả, điều đó không quan trọng bởi vì đội hình đến từ bên phía của KT đã có được quá nhiều những cái lợi thế rồi. Một cửa mega được dành cho KT ở trong ván thi đấu thứ ba này, và có thể thấy với cái sự thay đổi về mặt nhân sự trong vai trò đi rừng thì cái đội hình vận hành đến từ bên phía của KT nó sắc nét hơn rất là nhiều. 14-4 là tỷ số ở thời điểm hiện tại và KT đang dẫn trước đối phương rất nhiều tiền. Họ đã 10k tiền hơn chênh lệch ở phút 24 rồi, trận này mà còn lật nữa thì tôi cũng không còn gì để nói cả. Nhưng thực ra thì nếu như bên phía của Renick mà tranh 10k tiền thì tôi thấy cũng có cơ sở để lật ấy. Renick hay hơi có những pha hơi quang lắm. Nhưng mà KT roster thì cảm giác là ít hơn chút. Họ vẫn đang di chuyển rất là chắc chắn. Just anh ta bị bắt bởi Piu Xích vừa nói xong, Just anh ta đang cố gắng lui về, quay trở lại làm cho đối phương có luôn thấy rằng đã san. Nhưng Piu Xích không mất quá nhiều máu, nhưng anh ta đã mất đi xe chuyển lớn kim rồi. Blank hoàn toàn có thể lao vào trong pha này. Cầu sấm tầm xa đến từ Doran ép lui các thành viên của đối phương. Không còn con rồng tiếp theo của bản đầu nó chưa xuất hiện, độ hơn 1 phút nữa cơ với rồng thứ tư. Đây là vòng xoáy không gian để tiếp cận xuống cục đường dưới. Và họ cụ thể hóa với một lượt Baron độ hơn 30 giây nữa vào cái trụ tiếp theo, lấy trụ thứ hai dàn ngoài đường dưới. Một đường hơn dành cho họ. Nhưng tôi nghĩ là cái bộ lợi Baron này nó vẫn sẽ gây sức ép vào trụ 3 khu vực đường dưới mà thôi. Renick cố gắng lui về để phòng ngự, nhưng có vẻ như là không ổn lắm. Với Jun và Taeyun thì cái sức phòng ngự của họ là không có. Và đây sẽ là hai đường dành cho KT. King En đang muốn đánh Thái Dương Hạ San, không đó là bản dâm hiệu triệu được sử dụng đến từ King En. Rút chưa hồi Thái Dương Hạ San, phía bên này thì người bị bắt đó là Bright của Dove. Anh ta đang phải lui về nhưng quay trở lại là Blank với cú chiêu cuối quá đẹp. Có khoảng trống cho Firekid, anh ta có thể tấn công và đó là double kill dành cho đường trên của KT roster. Lại là một pha giao tranh thắng lợi với 4 điểm vào gục, họ lao thẳng và tấn công với King En, tốc biến và sử dụng cú chỉ thiên của mình lôi phạt đẩy ra nhưng sát thương là chưa đủ, cầu sấm lại trượt rồi. Không có quét sạch cho KT nhưng đây vẫn sẽ là chiến thắng ở phút thứ 26 dành cho với một pha quét giới trước đó. Hai ván thi đấu trước khá là lâu, sau ván này nhanh thế nhờ. Có thể đánh lâu lâu thêm chút xíu để tôi có thể bình luận cùng với partner của tôi được không nhờ. Nhưng mà thôi, mọi thứ cũng đã kết thúc dành cho bên phía của KT roster, một ván thi đấu khá là chóng vánh dành cho đội hình của họ. Với những cái sự thay đổi về mặt nhân sự không chỉ là Blank và cả Zoot ở khu vực dưới nữa thì mọi thứ diễn ra dễ dàng hơn. Điều này cũng một lần nữa cũng khó trách được Guildo nha, khi mà anh ta cũng là người chơi trẻ mà. Có lẽ ý đồ đến từ bên phía của KT họ cũng sẽ cố gắng tạo ra những cái khoảng trống dành